làm cỏ, trong không khóa giờ đi làm cỏ xung quanh vườn. Bạn đi họ lên này. Bạn đi, bạn đi. Từ đâu anh? Dạ. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Tên mà tôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Double Vlog Cuộc Sống Người Châu Phi. Thì hôm nay mình lại tiếp tục có mặt tại nông trại của hai bạn phía trong này nha các bạn. Thì là hôm qua, hôm kia thì cũng đã cùng với mọi người là làm đất các bạn, làm đất trong khoai đấy các bạn. Thì cũng như là mua khoai lần trước đấy các bạn. Mua khoai lần trước thì anh mình cũng có là cắt được một ít để phơi khô được các bạn. Cho nên hôm nay anh mình sẽ vào đây là cũng là giới thiệu cho mọi người để lấy khoai khô ra, cũng như là sẽ nấu cho mọi người thưởng thức một món khoai xẹo nha các bạn. Đấy. Thì hôm nay anh mình cũng đã chuẩn bị nguyên liệu đấy, nguyên liệu ở trong xe đấy. Lát nữa anh em mình sẽ giới thiệu cùng với mọi người. Nhưng bây giờ đi xe mọi người làm việc. Này, anh đang chặt chuỗi cho vịt. Bon dia. Bon dia. Tudo bem? Obrigado. Chào các bạn. Chào các bạn. Con ta bị kẹn nụ ní. Con ta bị kẹn nụ mê tê cùng gù bà. Hả? Đây thì cô mẹ. À mê tê đa. Mê tê cùng toa bà ní. Cô ta. Nó cô ta cùng tê rà ní. Này anh là bỏ đến cây cả bạn. Bỏ đến cái thở để chặt đấy. Vậy chứ đừng có chặt dễ cái chịu nó bị rách mất. Ngày hôm rách mất cãi đây. Rách mất cãi đây giờ có kinh nghiệm đấy các bạn. Thế là bỏ cái cây để chặt. Ô tụi tụi ba. Ôn đi. Phải phó ra. Ngô sống việc các bạn giờ đâu là đi làm cỏ các bạn, làm cỏ sạch sẽ xung quanh nhà cũng như là vườn đấy. Bon dia, tu du bay, dạ, tu du pala, chào các bạn, tu du pala capi, aki jam mete tu du pi binu ni, dạ, tira pao ni, mete tu du, đây tiếp tục trong tiếp bao đã trong các bạn đã lên đây đây, một số cây đã lên đây đây. Tiếp tục là trong thêm mua vụ bâu nữa các bạn. Đấy, mấy anh thì đang đi lấy que chặt cây ngô cũng như là lấy que ra để vấy lại đấy các bạn, để vấy lại khỏi ga vịt nó bưới ra đấy. Khá ngay quá thì cũng đã bần các bạn, bần chưa vấy được, chứ hôm nay mới vấy được. Tôi đủ số ba đà đi vậy gì nó. Mọi người nghỉ ngơi một tí các bạn, mình hướng dẫn mọi người nấu khoái không, lúc chơi đời nấu ra làm các bạn. Như là đó, mọi người lại đây thì đây để mình giới thiệu đấy, giới thiệu về món khoái xẹo đấy. Khoái xẹo không biết ở quê các bạn ở miền Nam hay là Hà Nội có biết cái món này không, còn ở quê của mình cái này món này là gọi là cũng là đặc sản đấy các bạn, đặc sản Nghệ An đấy. Tudo so vai gì hả, super à, super à, để bao giờ đó bà aki ô tudo mệt hả, ô tudo mệt aki tên bờ ta ta ní. Tên bà ta gia cọt ta. Mày tên cũng sẽ xô lấy đại lì xê gô. Hả? Hô dù eo vai kì. Tia ra kì bà ta ta xê gô. Cô nhà dùn tù công dinh gù bà. Ở kì tên dinh gù bà ní. Ở đây có lạc các bạn, lạc thì ở trang trại có. Tên công dinh gù bà. Công phê rau. Công asuka. Hả? Công trigo. Công trigo. Dùn tù. Cô nhà đã tù đủ cô mẹ. Hả? Công công pha la công tu đủ sa bì để bôi tia ra cô gì nhá, nó tên phu bà tia ra bơ ta ta xe cô gì nhá. Okay. Mình nấu cho mọi người là sẽ là cũng như là mình nấu cho mọi người thưởng thức các bạn, nấu cho mọi người thưởng thức cũng như là hướng dẫn mọi người các bạn, hướng dẫn mọi người để tu đủ va mù à, hướng dẫn cho mọi người là để khi nào mà mọi người thích ăn các bạn, thích ăn với lại là lời những trường hợp mà bột ngô hay đột ngột đấy thì là lại khoái đó các bạn, lấy ra khoái đó, khoái khô đã nấu cho mọi người là chưa biết nấu đâu đấy. À ôi, à, você vai tirar balde ni? Buka batata sego ni? Đấy, nhờ anh đi lấy mình khô, khoái khô các bạn đấy. Còn anh em cũng đã chuẩn bị đâu đây thôi. Đấy, đường, đường phải là đầu con lạc thì nhà có được bạn. Phê dao ăn đi. Đấy. Đường phải đầu các bạn. Đây đầu. Anh ghi phê rau. Okay. Mình cũng hỏi má téo các bạn, mình cũng hỏi má téo là múa cái đầu nào nấu cho nhánh chín. Anh ghi phê rau. Coi nhà mua tù bờ đồ tù ra mua tù ra bị đủ ní. Okay. Hả? Nấu đi qua Eli phê rau
tu đồ đây coi nha, tu đồ điên ấy. Mình có hỏi ma téo các bạn, hỏi ma téo là mỗi cái đầu nào nấu nhánh chín ấy. Tại vì mình thấy cái đầu của mọi người các bạn, cái đầu của mọi người nấu là rất lẩu chín. À đi. Này, à cái phải giam với tụi ra bị đồ đi. À cái batata. Sao cái batata. Đây khoái thì anh em mình cũng đã. Đây khoái phải khoái phải khô đó các bạn. Đi ba mù. Này. À ô tụi đồ tê ra. Jingu ba. Hả? Tê ra jingu ba. À bà đi. Hả? Nhờ một số người là lấy lạc các bạn, lấy lạc đã bóc. Này mình sẽ là đi rửa khoái. Má cu cả. Ai đây yêu tê ra kì. Bạn này là cái đàn đến đi. À ô tụi đồ. Mình nhớ rồi các bạn. Ô tụi đồ tê ra. Lên nha. Mấy tay phô cụ hả? Nên nấu cho nhanh các bạn. Đây một người một tay. Cái công đoàn mà nấu thì anh em mình sẽ tập trung mọi người lại và chỉ cho mọi người để mọi người hôm sau mọi người biết cách nấu được các bạn. Giờ cái rửa này thì là cũng không cần thiết lắm. Mà Teo ơi. Vamo. Lê ba tu đủ. Có cái khẩu rửa này của mọi người thì không cần thiết các bạn. Tại vì là lát nữa thì cái khẩu nấu thôi, khẩu nấu cái khẩu cách cho gia vị đấy thì sẽ là hướng dẫn mọi người. Còn cái khẩu rửa này thì không quan trọng. Tí là asu cá mà theo. Mày đi. Nâu nâu, tu đủ. Mày cùng đem này. Giáo với thia các bạn. Đây mình cũng chiến nấu lần nào đâu các bạn. Thì xã cũng lấy trên mạng xem đấy các bạn, lấy trên mạng xem cũng như là gọi điện về nhà hỏi ấy, hỏi nó nấu như thế nào đấy các bạn. Tại vì là cái món này mình chế nấu ăn thì mình ăn thôi. Còn ở trước đấy ở nhà thì ba nội mình hay nấu mình ăn nhiều. Ba thấy ba nấu nó khổ, nấu một lúc trong là ba đánh đấy các bạn. Ba đánh cho một lúc nó vắt lại đấy. Một lúc nó sau là vắt lại thành cục là ăn đấy. Đầu anh em mình mua đấy các bạn, đầu nó nhí lạc luôn. Anh em sẽ rửa đầu và lạc đi nấu trước. Tại vì lạc ở đầu nên là lâu nhất các bạn. Mình sẽ hướng dẫn mọi người luôn. Này, trời mưa mưa, trời chỉ mình mưa các bạn. Trời mưa đi mình nấu khoai chẹo là đúng là nhớ quê luôn đấy. Ở quê dùng làm gì có món khoai chẹo này đúng không? Hả? Không biết gì? Chưa biết đúng không? Lần này anh sẽ cho em thưởng thức. Mình lên Hugo tìm cách nấu khoai chẹo đấy. Thì mình cũng thấy là khoai chẹo này món đặc sản Nghệ An đấy, là đặc sản của quê hương mình đấy các bạn. Số bạn ở miền Nam hay là Hà Nội vô đấy không biết là có biết đến món này hay không. Cái chỗ của em dùng thì em dùng bảo là em dùng không biết đấy các bạn đấy. Dùng là bảo không biết không ăn đấy. Thì đặt là mình sẽ cho dùng ăn xem có ngon không. Agora ni mete agua. Mete agua aquí. Coña fezao con a. Ya sega. ¿Ha? Là nó sẽ nên nấu đâu rồi lao trực vật các bạn. Aquí. Aquí fezao con yingo ba. Ya pronto. Sí. Mete batata sego. Okay. Batata sego ya pronto. Okay. Mete trigo. Vai mete con a. La lera. Đây đi, quất đa su cà công à. À vô. Su cà công à. Okay. Đây mà téo ơi, bỏ đây. Đây là khoái các bạn, đây là khoái khô. Này khoái khô của mua trước thế, anh em cũng mới chuẩn là chặt đấy các bạn, chặt phới được một bi đấy. Thì bây giờ là hướng dẫn cho mọi người. Mua trước anh em mình cũng có chặt đấy các bạn. Có chặt phới được một ít đấy các bạn. Thì bây giờ là thời gian thì cũng đã rảnh rảnh nên hôm nay là tiếp tục vào đây các bạn, vào đây là hướng dẫn cho mọi người là món khoái chẹo đặc sản của quê hương mình nha bạn. Các bạn món này cũng là một thời chính kiện đây các bạn. Hôm nay này giới thiệu cho đến mọi người một món ăn mà ở nông trại sẵn có đấy các bạn. Này có lạc này, có khoái. Thì bây giờ là công tác chuẩn bị cũng đã xong rồi. Nhưng bây giờ là chỉ là chờ đầu với lạc chín thì bắt đầu mới bỏ khoái vào các bạn. Đây, bếp thì bắt đầu giờ mới lên lửa các bạn. Đây, chờ đầu với lạc chín. Aki hả? Đề bôi. Jingu ba. Công phê dao. Sắp ở đâu tù. Gimme tê bơ tata. Bơ tata sego. Ok, ya pronto. Sí. Mete
trigo. Okay. Ô tu đủ đi, tu đủ nấu tanh ngay, trigo. Nấu tanh à, zingu bà, tanh phê dao, công tanh à, batata. Cô mẹ, cô gì nhà, batata công phê dao sô. Nấu tanh làm tu đủ igual đi. Ấy kê đủ cái gì? Batata. Batata. Mình nói mọi người là những người hôm nay mà không có bột nếp các bạn thì hôm nay anh em mình nấu cho mọi người thử thực thì anh em mình sẽ bỏ nếp các bạn. Anh em mình định không bỏ nếp nhưng mà anh em mình sẽ bỏ nếp để cho mọi người ăn cho ngon. Nhưng mà anh em mình sẽ nói mọi người đấy, những hôm nào mà mọi người nấu các bạn, mọi người nấu mà không có nếp thì là nấu chắc mọi người đã có đầu đấy. Tu đủ tanh phê giao minh tù đấy. Mọi người đầu thì như bạn nấu đầu vậy là khoái được bạn, khoái được vậy là agi, mite, asuka, tabo, nấu tanh. Tin trigo công nấu tanh riêng của bà mấy tê asuka công batata công phê giao ta bông để bôi euphalamai là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người thêm các bạn này. Thì bây giờ là trong lúc chơi đời thì tiếp tục công việc ha. Tôi đủ ba một tờ là ba để bôi coi nhà euphala từ coi gì nhà iguali ha. Tôi đủ copy a bình ha để bôi coi gì nhà ha. Giờ tiếp tục công việc các bạn, giờ trong lúc chơi đời thì là lại tiếp tục công việc thì lát nữa này nấu tiếp. Giờ chơi đầu vậy là lạc chỉ nó hơi lâu các bạn, nên anh em mình cũng vào sớm để nấu lạc các bạn, tại vì món này nấu là hơi lâu. Thì bây giờ tiếp tục công việc thôi các bạn, có chỉ lạc này thì anh mình sẽ tiếp tục quay quá trình nấu món khoái xẹo nha các bạn. Sau một lúc thì cũng một tiếng đồng hồ thôi thì đầu là cái khoái của các chị các bạn. Agi. Như vậy, giáp phao ta boku. Giáp pronto. Mê tê cái. Batata. Hả? Mê tê batata. Bà đeo bỏ khoái vào các bạn. Hả? Đây, bỏ khoái vào. Đây. Đây sẽ nấu một nồi khoái chẹo các bạn. Ở đây nấu một nồi khoái chẹo siêu to khổng lồ luôn các bạn. Đây, lần nữa là sẽ chín agi zap pronto. Mê tê kì trigo hả? Mets agora pizza pizza pizza. Đây là bạn giờ là bỏ khoái không, thế thì anh em mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đây các bạn từng bước một đấy, để hôm nào là mọi người biết đấy các bạn, mọi người biết để mọi người nấu đấy. Đây, phải hướng dẫn cho mọi người từng bước một đấy các bạn. Ai tu copy a bên đi rất xa bì đi mê tê phê giáo zingu ba công nga quà cô gì nhỉ hả cô nhà ra pardon tu phao tà bô cùng ra pardon tu mê tê bơ tà 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 bô mê tê bơ tà tà xê gô ra pardon tu tia ra mê tê asuka tu lu mà tanh trigo tanh trigo mê tê trigo nó tanh mê trigo nó mê tê trigo ra pardon tu đê bôi tia ra hả tira mete asuka aquí mitura mintu mitura ha chị sao nó phải đánh các bạn đánh không đấy để bôi cho phải làm mày hả. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người thật kỳ các bạn để cho mọi người nắm bắt đây để mọi người nấu này để bôi cho phải làm mày hả. Tôi đủ dập ra copia bình ní dạ agora falta tả bông tôi đủ xem ta cái rin ta minuto giờ đồng là nghỉ trưa đó các bạn. Giờ thì nói mọi người nghỉ trưa các bạn, nghỉ một lúc tầm cỡ 3 phút nữa nó sẽ có món nào. Ôi có món khoái xẹo ăn đấy các bạn, xoài đẹo siêu to khổng lồ. Aki suka, đây còn đây là nếp các bạn, nếp thì anh em mình đang ngâm đây thôi. Aki. Trigo. Đây, nếp thì anh em mình đang ngâm đây các bạn, đây nếp anh em mình đã ngâm đây thôi. Đã được bỏ bao tỷ nên là sẽ chín đây. Đây, đang ngâm từ khi luộc đầu với lạc đến giờ đây. Cho khoái gần chín tỷ nên là sẽ bỏ nếp vào các bạn. We'll be right back.
một lúc thì cũng đã xẹo chín rồi. Thì anh em mình sẽ bắt đầu đem đá xẹo nha các bạn. Đi ra, mang theo. Ây da, ai chú đà. Đấy, đây giờ bắt đầu là bỏ đường các bạn, hướng dẫn mọi người bỏ đường. Anh ghi, hả, đi ra. Ui da, anh ghi, quát đà, quát đà, quát đà. Anh ghi, Asuka, đây sẽ bọc đường các bạn. Anh tu đủ có bia bánh đi, Asuka. Đây sẽ bỏ đường các bạn, ui một nôi khoai dẹo luôn. Siêu to khổng lồ. Asuka mete cũng agi mui tu ken ti agi ra zap pronto ya ti ra agua nè mọi người đã bỏ đường vào nọng nên nó tán luôn đấy các bạn. Đây mọi người tu đủ ra tu đủ ke đủ come kể mui tu đô sư hả. Mọi người thích ăn ngọt, em mình hỏi mọi người thích ăn ngọt thì mình bỏ nhiêu đường các bạn đấy hả. Mình tu ra ken ti mình tu ra min tu. Ôi tụi đủ, ai chú đà mê tụi đà mê tao. Tiết ra, kì qua em đi. Mê tụi đà, đúng nà đủ. Này. Đây anh mình sẽ nấu khố các bạn ạ. Nấu khố này. Nấu thật khố đấy, mình ngon. Khoai xẹo phải khố đấy các bạn. Ý gà pha dẹp phù bà. Nào, mê tụi đà. Đà phê giao. Công trình của bà, kì bà tiêu. Ok. Đấy. Này sẽ cho lạc cho bể đá đây các bạn. Đấy. Cái này hơi nhỏ. Nó tanh mai cả đan đây. Có ta, có ta. Đây sẽ là anh em mình đem cái này nhỏ quá các bạn. Đây sẽ à đấy rồi, đấy rồi, đây được rồi. Đây. Anh mối này được đúng rồi, mối này mới đụng này. Đấy, hút rú thơm. Đây, kiểu này mới đụng này. À kia này, yêu ai ơi mà tèo. Hả? Đang cái mũi tù bị ke nù. Hả? Thế là khố mình, anh em mình nấu khố đó là các bạn đấy. Nấu phải sẽ phải khố như này này. Ngon. Cái nhào nữa là không ngon đâu. Một nồi khoái xẹo luôn. Cái này hơi bẹn. Đây phải đánh lấu các bạn. Dạ, yeah, xe kìa. Hả, ta bông đi. Ok nha các bạn, sau một lúc anh em mình xẹo thì giờ là cũng đã bể hết lạc về đầu rồi các bạn, bể hết lạc về đầu rồi. Bây giờ là sẽ là chia ra phân cho mọi người. À, bố xe ai chú đã yêu đi tia ra folia. Ok. Đây các bạn, đây là món khoái xẹo của anh em mình đây các bạn. Hôm nay, đây. Đây, món khoái xẹo là món khoái xẹo đặc sản Nghệ An của mình đây các bạn. Đặc sản quê hương mình đấy, đây là món khoái xẹo này. Ok. Ok. Hả, đã vô. Này, hai người phù à. Các bạn, mọi người chưa bị đâu, chưa bị được ngon hay không đâu các bạn. Này, chưa bị được ngon hay không đâu. Nên làm như thế này là mọi người là nghĩ là chưa ngon đâu. Đã được mọi người thử đó là sẽ biết là ngon hay không các bạn. Đấy là có đường này, có lạc này, có đầu này, có khoai này các bạn. Đấy. Đây, những món mấy khoai xẹo anh em mình đây. Khổ rõng luôn nha bà con, anh em mình nấu khổ luôn. Đây, người làm người đùm này là nó luôn đấy. Hả? Đây, chờ mọi người là giờ nhìn lên này là nhìn lên. Giờ mọi người nhìn lên nhìn nó kiểu nạt nhào đấy các bạn. Đây, cảm giác chiếc bịt là ngon đâu. Đấy, cái này đây, mình sẽ không cho mọi người thử đấy. Để cho mọi người là ngạc nhiên. Đấy. Đây. Một nồi luôn các bạn, một nồi xíu to khổng lồ luôn, anh em mình nấu nhiều luôn. Ôi rồi, một cục này là, à một đùm này là ăn không hết đâu. Cho nhỏ nhỏ mọi người ăn cho ngon nên ăn hết thì mọi người lại tiếp. Mà theo đa mai kìa. Phết sạp. Thùng đéo vào cho nó sạch sẽ các bạn, cho nó đảm bảo vệ sinh. Những món này vô là côn tà đấy. Ngon nhỉ, nhìn nhỉ. Cui à. Chứ ăn với cui à gì. Lần này ăn với cui à. Đây. Bạn bạn mời mọi người mà ngon này các bạn thì sẽ là mọi người là lấy một người một nắm khoái khố về nhà đấy các bạn. Nấu cho ngon.
nấu cho vợ con cho ăn thử. Công thức thì nó đơn giản thôi, chỉ có đường với đầu vậy là khoai khoái khô thôi các bạn, nó thành món khoai xẹo. Đây là anh em mình cũng bỏ nếp đấy các bạn, bỏ thêm tí nếp đấy. Con này không có nếp thì cùng như nhau đấy các bạn, cùng như vậy đấy các bạn, không có nếp thì cũng được đấy, không có nếp cũng được đấy các bạn. Eo ăn đi. Đi gặp đi. Dùng. Giá xe gắn đi. Rồi ăn đi, hãy đi lại tiếp ha. Cú mè, bay cú mè. Đây ok nha các bạn. Đây, ha, tôi đu xe anh ta. Cú mè cuya, pha la cuya, nè. Nâu cuya, pha la nâu cuya. Mình nói mọi người là ăn bằng ngón nha các bạn. Ngón thì nói ngon, mà không ngon nó nói không ngon. Đây, một cục, một lần vắt đây mà một đùm khoái xẻo như thế này là ngon luôn. Này, mình gọi bao tay thì mình ăn này được. Dạ, cô mẹ. Tôi đủ phần làm mà các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Đây có phần em cabin mình em dùng này các bạn này. Mời các bạn ăn khoái xẻo cùng anh em mình nhá. Hả? Cô mẹ. Đã ăn không? Hả? Mình đánh nhỏ nữa các bạn, đánh nhỏ bị nó luôn đấy. Đánh nhỏ bị nó luôn các bạn này. Ngọt gì? Đô sư? Muốn từ đô sư? Muốn từ đô sư? Tôi đủ ra xa bì. Tôi đủ nó ra nha. Vài ca giả ní. Nâu tanh à. Dinh gu bà. Công nâu tanh à. Trigo. Công nâu tanh trigo. Hả? Tôi đủ con mẹ coi nhà xô công. Phê giao. Bơ ta xê gồ. Hả? Công à. Azuka. Xê gồ. Muốn từ cuối à? Đấy. Mình gọi mọi người đây các bạn. Đã nói mọi người là về trong nhà mà không có lạc với là bột nếp đấy các bạn, thì nó là nấu đầu thôi các bạn, nấu đầu với là khoai khô thôi. Đấy. Nói thì mọi người quá hợp với mọi người luôn đấy các bạn, khoai với đầu với lạc thế quá hợp với mọi người luôn. Minh tủ có mẹ phót chưa? À bố ngon không? Ngon không? Hỏi cảm tưởng là bố kìa. À bố. Vui à, vui à. Y qua kìa, y qua cùng. Igual o coi. Tipo buracha. Buracha. Não é buracha. Não. Tipo buracha. É. Mọi người bảo là ăn giống bệnh. Ngon không má thấy không? Luôn, ngon thật. Igual kìa. Igual buracha Việt Nam. Buracha Việt Nam ta. Dạ cô mẹ. Chưa. Tên này giống bệnh Việt Nam đấy các bạn, giống bệnh của Việt Nam. Này. Tá bom? Tá bom. Hey, agora já tem a batata cego, né? Sim. Tudo quero. Tiết à? Sung ngay mấy cú đi. Bô cú. Đây bà ca giá. Mê tê công à. À. Phê rào. Công Asuka. Cô nhà đa phi lưu của mẹ. Là cái phi lưu của em mũi tù bông. Mũi tù phót xà. Mình nói là lấy. Lát nữa là mọi người lấy một nắm bạc các bạn. Lấy một nắm khoái khô bên đấy. Nấu cho có nắm. Này. À cái cô mẹ đế bà gà. Đế bà gà. Mũi tù quỳ à. Thì nó phải nhá chầm chầm đấy các bạn thấy. Ngồi ăn nhấm nhí. Cái này mà trời mưa này các bạn, trời mà mưa ngoài ngồi ăn nhấm nhí này. Ngon lắm đấy. Nhà bạn nó có một nồi luôn. Anh em mình nấu nhiêu. Có một nồi luôn. Để bôi tí ra chung ăn mình cùng chung. Anh đi qua đi. Sì. Để bà đa. Phi phi đi. Ok. Mình lặn là khá nóng hệ các bạn, nó sẽ đâm nho mỗi anh một đâm này. Mà đem về cho con. Muốn tụi quý à nhé. Bọn này hợp, rất hợp với mọi người đấy các bạn ạ. Rất hợp với mọi người luôn. Tại vì là mình cũng hướng dẫn mọi người nấu những cái món này đó. Hiện tại đang ở nông trại đang có đấy các bạn. Này như là khoai đã có này. Thì đầu thì mọi người có đấy các bạn. Đầu thì mọi người có. Lạc thì ở trong nhà, ở trang trại đấy cũng có đấy các bạn. Thì cần là đường đấy. Mọi người thì thiểu chắc đường đấy. Mỗi đường nữa là sẽ thành được một món ăn. À, thì ok nha bạn. Như đến đầu video anh mình cũng đã nói rồi. Thì hôm nay là công việc nông nghiệp thì cũng là gọn gàng rồi các bạn. Thì hôm nay anh mình lại tiếp tục vào đấy. Cũng như là giới thiệu thêm cho mọi người một món ăn này các bạn. Một món ăn đó là món khoái xẻo đấy các bạn. Khoái xẻo đặc sản quê hương mình đấy. Đặc sản sự nghề đấy các bạn. Đây. Thì bây giờ cũng đã nấu chín nữa các bạn. Thì mọi người cũng đã thưởng thức rồi. Thì ai cũng khen ngon, quý à đi. Quý à. Thì ai cũng là khen ngon đấy các bạn. Ăn giống bệnh. Thì bây giờ là để em cabi để em dùng ngồi ăn với mọi người.
thì video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, ý nghĩa, hãy cho anh em mình xem một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Đông Mô Lu Vlog Cuộc Sống Người Châu Phi, để anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay, cũng như giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đến miền núi Châu Phi như các bạn. Chào các bạn. Cô mẹ Phật chả? Dạ lì gà các bạn à. Mình là một người ăn mạnh nên mình tật mãi đấy. Mình là hết rồi, nhanh nhỉ. À bố hết chứ? Hết rồi, cô mẹ tách minh tù à bố. Cô mẹ tiết ra mày. Mình thì mà ăn đùm này là nó luôn đấy các bạn. Ăn đùm này là nó đến tội luôn đấy. Alo, cô mẹ mai. Bút cả. Dài bút cả. Dài bút cả. Bạc ăn khỏe không? Bạc đã ăn xong trước đấy. À bố là cái đấy, hợp những cái lứa tuổi bạn, các bạn lứa tuổi mà nhiều tuổi đấy, đấy. Một nồi anh em mình nộp là một nồi chứa to khổng lồ luôn các bạn, đấy. Đấy. Đã nếu mà ăn không hề đấy bạn, ăn không hề thì là đâm cho mấy anh mỗi người một nằm này để mang về nhà cho con. À kì, đa kì em xả. Cô mẹ một chủ cùi à nha. Bố, à bố. Cô mẹ ra bị được, nó tỉnh lúc này em. Rây dê ăn hết đi lại tiếp. À bố.